sẽ biết là Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hẹn Nhau TV. Gì trời. Thì ngày hôm nay sau bao nhiêu ngày tháng ra bao nhiêu những video ăn chơi thì cuối cùng ngày hôm nay mình cũng đã đi học trở lại rồi các bạn ơi. Tại hổng gà mà mình không có quay á các bạn. Biết mày buồn đó. Hôm nay mình sẽ được tránh ra tao đang tao đi ăn sáng nha. Bây giờ mình sẽ ăn ngon với mày nha các bạn. Chờ để coi sáng sớm mất một bữa nha. Rất nhiều tất tình tất cả thôi. Nem dao gió là vô học không các bạn ơi. Không lẽ sao năm nào cũng ngồi chung với nó luôn các bạn. Quá ồn các bạn ơi. Quỷ này im coi. Hello các bạn, thì bây giờ tụi mình mới vừa ra chơi nha các bạn. Bye bye. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra mua đồ ăn nha các bạn. Đáng lý ra là thứ hai là mình quay vlog này rồi đó các bạn, mà tại mình làm biếng quá à. Cho nên mình sẽ cho các bạn xem một vài phút giao lưu của mình hồi hôm thứ hai nha các bạn. Hello, lại là mình đây. Bài nào nè? Hôm nay thì mình xin hát bài Duyên Phận gửi tới cho tập thể trường trung học cơ sở An Phong. Các bạn thì tụi mình đang làm bài kiểm tra cho các bạn, mặc dù ra chơi rồi mình làm không kịp các bạn ơi. Cái này là nó muối muối nè. Nói tới gì?
các bạn đã lắng nghe cái câu tiếng cười thật là giòn tan của bạn Ngọc Yên. Thôi các bạn, mới giờ xong tiết 4 các bạn ơi. Bây giờ tụi mình đang chuẩn bị di chuyển lên phòng Anh Văn để mà học tiếng Anh Văn nha các bạn. Lên chảnh hả? Ừ, lên chảnh nghe rồi em nhớ. Bây giờ mình mới vừa học xong. Ui da. Chạm thôi, chạm gì mới. Bây giờ thì tụi mình đi về nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu như các bạn thích video này thì mời các bạn để mình subscribe. Nhớ những video mới thì đừng bỏ xem những video mới đó. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye. Nó còn mẹ gì vậy? Bye bye. Mua.